Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian rất dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều hoạt động trở lại sau khi công văn số 517 của Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức ban hành vào đầu tuần trước. Ghi nhận tín hiệu vui này tại quận trung tâm Ninh Kiều. Trên tinh thần công văn 517 ngày 14 tháng 2 năm 2022, cơ sở karaoke Hoàng Vũ ở đường Nguyễn Văn Cừ mở cửa đón khách từ ngày 17 tháng 2. Sau thời gian rất dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, nhìn chung chủ cơ sở và nhân viên bắt tay trở lại hoạt động với tinh thần phấn khởi. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát ngày càng tốt hơn, việc kinh doanh theo đó cũng có kế hoạch phù hợp trong giai đoạn mới. Thứ nhất là chuẩn bị demo chạy những cái phòng này lại cho nó ấy. Thứ hai là tôi cũng chuẩn bị mở thêm một cái quán ăn đằng trước nữa, chuyên về bán dê thì cũng đang vô đang set up hết, gắng làm để kiếm tiền bù đắp lại năm mấy nay đó, là năm mấy hai năm nay dịch bệnh thì thất thoát, thì giờ mình cố gắng mình làm lại. Thất thu do tạm dừng hoạt động, các cơ sở dịch vụ karaoke vẫn phải bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Có như vậy mới có thể sớm mở lại kinh doanh khi có sự cho phép của thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke còn phải thực hiện các chính sách nhân sự hoặc tuyển mới, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ, bổ sung phương tiện, thiết bị, vân vân, đảm bảo hướng dẫn của thành phố về phòng chống dịch. Tại dịch cũng không có ai mở công ty rồi lại làm nên cũng phải đợi lại để làm. Vui tại có công việc lại có mở karaoke rồi lại làm. Em thì mới hoạt động lại được ngày 16 tháng 2 tới giờ. Thì cũng có nhiều ưu đãi cho khách hàng để khách hàng nhớ đến để ủng hộ lại công ty. Với lại cải thiện âm thanh này kia tốt, nhất khách hơi vắng như lúc trước mà vấn đề cũng ổn so với thì tình hiện tại giờ. Trong hoạt động trở lại thì một số đơn vị thì họ chủ động thì họ triển khai các cái văn bản theo cầu, còn có một số đơn vị thì họ cũng trao đổi với phòng để hỗ trợ về các cái xây dựng cái kế hoạch hoặc là một cái phương án trong công tác phòng chống dịch đó. Thì những cái vấn đề gì họ chưa có nắm rõ thì phòng cũng hướng dẫn về mặt chuyên môn để các cơ sở đảm bảo được các cái phương án phòng chống dịch theo cái quy định. Còn cái thứ hai là những cái vấn đề mà liên quan đến an ninh trật tự mà phòng chống cháy nổ đó thì phòng phối hợp với các cái ngành chức năng là xuống kiểm tra và nhắc nhở các cái đơn vị này họ chấp hành những cái điều kiện theo yêu cầu. Thống kê trước năm 2020, toàn quận Ninh Kiều quản lý trên 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Hiện địa bàn có trên 50 cơ sở và khoảng 85% đã mở lại theo tinh thần công văn mới ban hành của thành phố.